Rồi bây giờ gì phải có xe lôi mới đi được chứ bây giờ. Giờ bây giờ không có xe lôi sao đi được, để con kêu xe lôi cho bà đi nha, chứ giờ sao bà ngồi xe Honda được. Không có được đâu, nguy hiểm lắm, bà ngồi sao bà dịnh không được là té đó. Để đi, bây giờ bà chờ con đi, con kêu xe lôi chở đi mới được, chứ giờ đi Honda không được đâu. Đi Honda phải có người ngồi sau ôm mới được. Đi nè con Ngọt ơi, đi ra nè. Mấy cái này xách theo đó hả? Đi đi ra nè. Đi ra xe đi, xách cho. Mày có bảy không, xách giùm này ra cho bả. Cô bảy đi bệnh viện à hả? Đi mà hoài uống thuốc nãy, hôm nãy có uống cơ gừng đó không? Có uống mà không hết hả? Quá ối, quá ối. Thôi bây giờ đi hả? Dạ. Đây chị không hỏi cái bao tử, chị không nói. Thôi đi đi, rồi tôi dắt nó ra để tôi đưa tiền này cho bả mà. Nè. Rồi đi. Chị là sao với bả vậy? Nhà sát bên đây nè. Nói gì không? Không lá để đâu? Mình đi nó cần. Trời thật nắng. Vậy lấy cái khăn quàng lên đầu đi. Lấy cái áo đậu cũng được nữa. Khó khăn không? Lấy cái áo chồng cho mát. Dịnh đó bà ơi. Mạnh Thường Quân ơi, bây giờ con Ngọt bởi vì bệnh nặng lắm rồi. Bây giờ mình đang chuyển chở con Ngọt đi vô trong bệnh viện Tân Châu. Mạnh Thường Quân, anh chị nào mà có giúp cho con Ngọt được thì giúp cho cô lúc này quý vị ơi. Cô đi mà cô không có tiền bạc gì hết nè, bây giờ đang đi vô bệnh viện Tân Châu nữa nè, tiểu đường nó hoành hành cho cổ đó. Bây giờ cái chị mà nuôi cổ đó không biết bây giờ dặn hờn sao mà cổ điện không có được, bây giờ cổ điện cho mình là mình phải đưa cô đi vô bệnh viện nè quý vị ơi. Cô ấy chạy vô trong luôn đi, bà đi đâu có nổi rồi. Cô Ngọt bây giờ cổ đau vì biến chứng của tiểu đường đó, cái gì là bao tử ói hoài với lên máu. Giờ là cổ cũng giống như mẹ Linh vậy đó, tiểu đường thời kỳ này nó biến chứng, nó hành cái giò không có lành, với ăn vô ói nè. Nè cô Ngọt ơi, cái này là tiền của anh Bùi nè. Bây giờ con đại diện cho anh Bùi, con gửi cho cô Ngọt là 1 triệu nè. Cô bỏ đi đi ha, rồi thí dụ mà có đóng tiền viện phí hay gì đó, cô mượn mấy chị kế bên này cô đóng giùm con đi ha. Yeah. Tại vì bây giờ con kẹt công chuyện, con phải về nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi bây giờ cô nằm đi đi ha. Rồi có gì cô điện cho con nha. Yeah. Có gì cô điện liên lạc với con đi. Rồi bây giờ con đi về ha cô Ngọt. Nè nè. Nói vô đó đi cô. Không có chồng không con gì hết á. Nè cái tiền này cô nhét cái túi đi. Dạ.
Rồi nào có cặn gì con mượn mấy cô với mấy chị ở đây mua giùm đi, chứ giờ con đâu có ở đây trực tiếp với cô được đâu. Để con về con kiếm coi có ai chịu vô đây coi cô giùm không. Chứ cái vụ mà coi bệnh này khó mướn người lắm. Rồi vậy đi hết con ngọt. Dạ. Dạ. Đây là phù hợp của lưu nè. Ý da, trời 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 trời. Đánh mạnh lên. Nhảy. Nhảy đi ông ơi. Nhảy vô trong chút, nhảy ra ngoài để văng luôn á. Vô trong, vô trong. Nhảy trên giữa nè. Ừ. Làm siêu quậy đi, nhà quậy, nhà nhúng đây, nhúng. Mẹ ở đây nè.
đâu mèo đâu. Đi kiếm gì vậy? Mèo sao? Có mặt rồi. Đi chạy đi kiếm đi, đường này nè. Chạy đường này nè, đi kiếm đó nè. Nè mèo đây nè, mèo đây nè, chạy lại. Kể nó nằm đây nè, nằm đây nè. Có không? Có chừng té lại đây nè. Lại đây lọc. Kề nó kìa. Chết mẹ rồi, chết rồi. Chết rồi. Còn chừng ta bắt mày nữa. Lên gái ngồi đi ông ơi. Này đâu à Lộc? Này đâu? Này đâu à Lộc? Thì ăn. Kêu. Kêu. Kêu hả? Mèo. Mèo kêu rồi. Kêu. Kêu. Nói gần. Có cứng rồi. Kiếm gì à? Kiếm mèo. Có nó không? Có mèo không? Không thấy rồi. Bố nào? Từ từ. Hãy nhanh chân ghé qua tham quan chỉ mua sắm để không bỏ lỡ quý đức nha. Phía trước của nhà hàng có một buổi tham quan mua sắm thật thú vị và thoải mái. Ngồi dậy giờ. Múa nào? Nó biết nhiêu tiền không? Đâu còn coi coi nhiêu tiền. Cái gì? Chục ngàn hả? Bao nhiêu tiền? Nói lại là bao nhiêu tiền? Đâu con coi coi giá bao nhiêu. Ê, có. Bao nhiêu tiền? Nhiều. Lấy cái này đúng không? Rồi đi. Đây. Múa gì nữa?
Từ từ té. Út chưa mua xong. Từ từ. Út còn mua rổ đây nè, 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 ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại. Mua cục sắp thơm phòng. Cái nào sắp thơm hầm, mình xài loại nào. Nè, lấy cục nào. Cục này nè. Nhiều tiền à? Đâu coi coi nhiêu tiền. Nhiêu? Chục ngàn á. Rồi đi đi. Mua nào nữa? Phan phan nữa. Không mua ra tính tiền. Nó. Rồi đó, đã đầu lên tính tiền ơi. Rồi để đầu lên, để đầu lên bạn. Mấy này nè. Vay hết cho tính tiền. Rồi bỏ lên đây nè tính tiền. Bỏ lên lụm hết đồ lên chút. Dạ không à. Cái dính rồi. Kè cái gì đẹp với cà lọc. Kè gì ở dưới chân kìa. Kè. Kè. Nó làm cái gì ạ? Nè mắc tiêu nè, mắc tiêu nè. Đi luôn, đi ra tính tiền. Có mua gì nữa không? Mua gì nữa không? Không mua ra tính tiền. Chưa có gì mua gì nữa. Mua gì vô lấy đi. Mua gì nữa? Mua gì? Đâu nè, lọc. Đó là nội ơi. Kêu. Kìa đụng luôn kìa. Rồi bỏ đồ lên tính tiền.